Rồi mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi chào em trai, vào vị trí của mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thật lớn to rõ để cho người bên cạnh có thể nghe được những thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ em chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Văn Tuấn, năm nay em 25 tuổi, quê quán của em ở Đắk Lắk, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đang là quản lý sản xuất của một công ty thực phẩm. À thế em vào thành phố là em ở với ai? Dạ em ở với anh của em. Ba mẹ thì còn ở ngoài quê. Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ xin chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Em tên là Tuyết Lan, 24 tuổi, em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa. Em làm công việc gì? Dạ em làm giáo viên tiểu học ạ. À giáo viên tiểu học. Vậy quê mình ở đâu em? Dạ quê em ở Đắk Lắk. Ba mẹ em đã vô đây sinh sống được hơn 12 năm rồi chị. Có khi nào mình nghĩ sau này rồi mình lấy chồng mình lên thành phố mình ở không? Dạ em chưa nghĩ tới đây. Chưa nghĩ tới, giờ bắt đầu mình tập nghĩ vừa đi lần đi là vừa rồi ha. Dạ. Rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Kiểu cũng hơi đảm đang một xíu chị. Dạ, nên đó cũng là điểm yếu của em. Khi cứ quan tâm người khác quá thì cũng gây cho người ta cảm giác khó chịu. Giống chị đó, bởi vì chị cũng ế đó em. Cái như là mình quan tâm tao quá. Nhiều khi mình có lòng tốt mình điện hỏi anh ở đâu, anh làm gì mà người ta tưởng nó là mình đang thăm dò, phải không? Chứ đây chỉ đang gọi là đang điều tra. Nhưng thật ra là mình chỉ muốn hỏi thăm để có gì mình mua đồ ăn tới, mình lo sức khỏe. Cho nên là các bạn trai nào mà có ý đồ á thì các bạn trai đó mới thấy phiền. Chứ những bạn trai nào yêu thương mình thì ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nên em yên tâm, chưa gặp đúng đối tượng thôi. Đúng đối tượng thì sẽ ok hết. Dạ. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Vui vẻ, hòa đồng, dễ gần mà có tính tự lập. Còn điểm yếu của em thì em thẳng tính quá, là nhiều lúc cũng dễ mất lòng người khác, cũng ít nói một chút, cũng hay ngại đám đông. Thế giờ tình trường em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thì trước giờ thì em trải qua một mối tình và quen cũng được 4 năm thời cấp 3 vậy. Thế sao chia tay? Trong quá trình quen nhau thì những cái năm cuối thì cũng cãi nhau nhiều quá. Cãi vì quan điểm không phù hợp hay cãi vì có người thứ ba xuất hiện, hay là vì mình không quan tâm đến nhau, hay có một cái lý do gì cụ thể chứ? Chắc mình cũng không có chu đáo rồi cũng lo cho bạn ấy lắm đó, thấy chưa, cũng không sâu sắc trong chuyện tình cảm thôi chị. Khi mình quyết định mình quen ai thì mình cũng phải dành chút xíu cái thời gian mình quan tâm đến người đó chứ. Đúng là con gái rất là dễ bị tuổi thân, lúc đó trẻ khác, còn tuổi này là cái tuổi bắt đầu kết hôn được rồi. Mình quen một cái thời gian nào đó mình cũng phải tính đến chuyện lâu dài. Giống như bây giờ chị quen ai mà từ 6 tháng rồi mà chưa có ý định mà đưa về nhà hay là một cái gì đó mà nó xa hơn thì thôi chia tay sớm bớt đau khổ. Thời gian đâu mà chờ đợi, đúng không em? Dạ. Nhớ nha, phụ nữ nào cũng vậy. Cho nên các quý ông phải rút kinh nghiệm. Còn em, tình trường em sao nè? Dạ thì cái mối tình đó là hồi em học đại học chị, cũng 2 năm. Còn gần đây thì em chỉ có tìm hiểu 3 bạn nữa, nhưng mà mình thấy không hợp nên là mình thôi chứ không có tiến tới. À chị mới là tìm hiểu thôi. Dạ. Còn cái mối tình hồi xưa đại học 2 năm thì lý do sao chia tay, còn nhỏ quá hay sao? Dạ tụi em còn nhỏ quá, chưa có cái dự định gì cho tương lai hết. Thôi cũng không trách được, cái đó là tình học trò mà, đúng không? Thì bây giờ nè mới là quan trọng. Rồi thế thì em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Có là được chị. Trời ơi sao có được em vậy? Có là được là chết à? Không được em đâu. Em đùa chị. Tại vì mấy bạn của em á thì cứ mong chờ của em hết ế đi. Nói chung em cũng không khó tính lắm mà. Tại sao cứ tìm hiểu xong rồi người ta cứ lẳng lặng bỏ đi thôi chị? Ủa người ta lẳng lặng bỏ đi hả? Dạ. Kỳ vậy? Em cũng không biết nữa. Nên là cái gu bạn trai của em thì hơi cao một xíu, với người cũng hơi to xíu để che chở cho em. Em kiểu như em bé nhỏ. Cụ thể em muốn cao nhiêu, to nhiêu em nói thử coi. Dạ 1m7 trở lên đi chị. 1m7 trở lên. Này mét mấy? 1m8 gì? 1m8 mấy? 1m8. 1m8? Dạ. Dư rồi. Cao quá không em? Dáng mà mang giày cao lên nha. Dạ không biết sao em cứ gặp người cao vậy không ạ? Mà em thích vậy mà, đúng dạ. Không? Còn gì nữa không nè? Mắt mũi miệng nè, ngoài tóc mà tóc tai nè, quần áo ăn mặc nè. Dạ ăn mặc lịch sự là được rồi chị. Bạn đó phải chân thành một xíu. Chứ thường á mấy bạn em gặp thì lúc đầu rất là chân thành, nhưng mà sau đó một thời gian khi người ta đã không muốn, người ta sẽ tìm những cái lý do nó không có chính đáng á chị. Tại tao không thích mình đó em, dạ. Chứ thích là nhưng nó khác liền. Nhưng mà lúc đầu đã nếu không thích thì lúc đầu mình đã không thích. Dạ. Mất thời gian của nhau đúng không? Đúng rồi chị. Phải phân minh trong mối quan hệ. Dạ. Nếu thật sự nghiêm túc đến thấy đó là cái đối tượng mình mong muốn thì hãy tìm hiểu, còn không thì nên nói rõ ràng với nhau đâu ra đó. Ngay cả trong lúc quen nhau cũng vậy nữa, có nhiều người không có hiểu cái từ văn minh của Tường nói. Dạ thưa các quý ông, văn minh là như vậy đó, chúng ta mọi thứ phải thẳng thắn, phải tôn trọng, phải xây dựng. Còn nếu chia tay cũng phải chia tay trong một cái sự rõ ràng và minh bạch. Rồi vậy em muốn tìm một người bạn gái như thế nào về ngoại hình? Cao trên 1m6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá. Không tới đâu anh ơi. Thấp hơn được không?
Em cao được rồi, người ta cao một chí. Người ta cần người che chở. Tại vì em mới 8 vậy mà bạn ấy mà mới cao, bạn thấp quá cũng kỳ lắm. Ta mang dài lên 2 tấc cũng được vậy. Gì nữa? À, bạn nữ thì dễ thương một chút. À, bạn ấy phải nói nhiều nghe một chút. Tại vì em ít nói mà. Tình cảm một chút về trong cái cách ứng xử đó chị. Khiêm tốn quá à, muốn cái gì cũng một chút thôi chứ không cần nhiều. Ha. À, rồi, đâu được coi hình hai bạn coi. Một chút, wow. Đó, có một anh chàng đẹp trai, cao ráo, cao 1m8, một chút ở trọng. Trời đất, một cô gái bé nhỏ xinh xinh. Lựa đi. Hồi nãy em chưa biết cái chiều cao của bạn ấy rồi đi. 1m6, tao nói tao không tới rồi, tao nói nhỏ nhỏ xinh xinh rồi. Tự tìm đi. Đâu, anh nào? Anh nào? Ừ, thôi, cái đó dễ chọn. Anh đó phải không? Dạ. Chắc chưa? Sao chọn anh đó? Theo cái chiều cao thì em nghĩ là anh này. Vậy là em thích đầu bù tóc rối, đúng rồi. Bên đây, cô nào? Thì chắc cô này vậy. À, sao chọn bạn đó? Có nét dễ thương. À, rồi. Để xem coi, hai bạn chọn đúng hay sai. Đúng có thưởng, sai bị phạt. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim này. Ai sẽ là người bị phạt? Ai sẽ là người được thưởng? Thì em chọn sai rồi đi. Thì em bị phạt đó. Cô gái chọn rất là trúng luôn. Dạ. Đến đây tham gia chương trình thì anh có món quà tặng em. Dạ. Mong anh sẽ thích. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cái này về nhà thì mở ra. Dạ, ok. Rồi là bí mật là tôi không được biết đó, phải không? Dạ. Trời ơi. Giờ muốn phạt bạn trai gì đây em? Bạn trai hãy hát cho em nghe một bài. Quá đơn giản, hát thôi. Người tuyệt vời nhất là em, chẳng ai khác ngoài em. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, vì em từng biết lắng nghe, biết cho chịu đựng, biết chịu đựng, biết sẻ chia. Em muốn cả đời này. Hát được đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Chỉ là không thuộc lời rồi khớp rồi không tự tin xíu thôi. Rồi bây giờ cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì hai bạn có cảm nhận như thế nào? Mời em gái nói trước. Dạ thấy bạn đó có phần nhìn trẻ quá so với tuổi. Nên là tại vì em cũng muốn một người trưởng thành á, có một cái suy nghĩ nó trưởng thành hơn nữa. Đó nên là em không biết giờ nói sao nữa. Em nãy em nói em nhiêu tuổi? 25. 25, 25, mặt vậy đúng rồi chứ 25 thì trẻ gì nữa. Tuổi trẻ hay là cái mặt trẻ? Mặt trẻ. Chứ em nhỏ nói ảnh nhiêu tuổi? Tại lúc đầu em cũng nghĩ chắc nhỏ hơn em, nhìn nhỏ hơn em. Trời đất ơi. Khen anh trẻ thì rất là cảm ơn. Thì em nói chuyện rất là nhẹ nhàng. Là một con gái rất là dễ thương. Dạ. Dạ. Em cảm ơn ạ. Rất là giống cái tiêu chuẩn của anh mà đi. Xạo, xạo, xạo. Nãy em chê người ta lùng. Nãy em nói em muốn 1m6, bây giờ em nhìn ta mà ta lùn hơn 1m6 mà em nói đúng mà không? Mà em đâu có che gì đâu chị. Về ngoại hình? Cao trên 1m6 là được rồi. Chắc cái này không tới quá. Không tới đâu anh ơi. Chị nói về cái tiêu chuẩn của bạn gái mà chị. Mà giờ hỏi cảm nhận sao thì bạn này rất là vừa ý em. Bạn dễ thương á chị ơi, cái tiêu chuẩn chị ơi. Bây giờ cuối cùng là vừa ý hay không vừa ý? Rất ok chị. Rất ok phải không? Dạ. Nghiêm túc vô nha, bạn gái hồi nãy là khen em trẻ nhưng bạn gái có thòng theo đó chê em đó, biết chê gì không? Hai trẻ con phải. Đúng rồi. Mình phải chứng minh cho bạn gái thấy là cái đó là cái mặt của mình vậy thôi, mình trẻ thôi, đúng không? Nhưng mà tính cách của mình là chững chạc để có thể lo được, chở che được cho bạn ấy. Dạ. Bởi vì phụ nữ thì bây giờ là cái tuổi này là tuổi để mà tiến tới hôn nhân rồi, chứ không phải là tuổi quen đùa vui nữa. Chị Tường sẽ cho em thời gian để tự thể hiện bản lĩnh, lấy lại phong độ, chứ nãy giờ người ta thấy em hơi trẻ con rồi đó. Rồi, mời hai bạn ăn bánh và uống nước và trò chuyện nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chào em. Thì đối với anh á, thì vô cái cách ứng xử với người khác thì mình nhiều lúc thấy mình có nói cũng buồn quá nên mình phải mở lòng ra một chút. Dạ. Tại vì cái tính anh từ thời cấp 3 là mình ít nói rồi. Nên sau khi trải qua cái sống ở xa nhà nên mình cũng thay đổi một chút. Mình trẻ con phải trẻ con về cái chuyện mà mình nói chuyện nay có mấy câu mà mình trẻ con là không phải. Nó thể hiện qua cái cách ứng xử của mình, cái cách mà mình quan tâm bạn gái mình như thế nào. Thì lúc nghe giọng thì em thấy như vậy thôi. Còn khi để mình mà có cái quen lâu thì mình mới biết được tính cách của nhau.
nên là mình cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu xem mình như thế nào, chứ không phải là cứ qua một cái gặp mặt ngày đầu tiên và cái ứng xử thì mình mới phán xét một con người, thì đó không phải. Sở thích của em như thế nào nhỉ? Sở thích như ngày rảnh rỗi em làm gì hả đó anh? Rảnh rỗi thì em đi trà sữa với các bạn thân của em, hay hay đi coi phim nữa. Với rất là thích chụp hình luôn, nên là cũng mong người yêu hay là bạn trai của em cũng biết chụp hình. Dạ, ok. Vì cái bếp anh cũng vậy. Anh có thích đi phượt không nhỉ? Hồi trước á, em thích đi phượt lắm, mà bây giờ á, mình còn tại đi xa quá thì kiểu em thì cái đi phượt đó là em hay bị ngủ gật á, nên em sợ. Sự thật em cũng mặc hay nhỉ. Bếp anh cũng vậy đó. Vậy anh có hút thuốc không anh? Không, không anh. Tại vì ba anh á là cái truyền thống nhà anh là không có hút thuốc, nên là bạn anh gắn thuốc lắm nên không bao giờ. Nếu như mà hôm nay mình có cơ hội thì anh có muốn yêu xa không anh? Anh sẽ vì em mà, tại vì nếu mình cho nhau cơ hội thì ở đâu anh cũng không có ngại cả. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Tôi nghe tới câu anh sẽ vì em tôi vô rồi đó. Được, nãy giờ cặp này trò chuyện hợp lý. Sao chưa nghe nói gì tới chuyện tỏ tình đồ hay là bây giờ buổi hẹn hò đầu tiên sao hết trơn vậy em? Chờ hoài luôn. Chứ không thôi có nhiều cặp lên đây ngồi nói chuyện cho đã, xong rồi bấm nút xong đi ra về chương trình cái là mất tiêu luôn. Chị không muốn vậy, mang tiếng chị mà mai quá à. Mình phải có một cái đánh nhanh rút gọn vô một cái, ít nhất là phải có thiết lập được một cuộc hẹn sau cái chương trình này. Dạ, cái điều đó là điều hiển nhiên rồi chị. Nãy giờ chưa có nghe, tôi rình nó ngoài tôi đâu có nghe đâu. Nếu mà mình có cho nhau cơ hội thì mình có thể nói chuyện ngay trong hôm nay được không nhỉ? Dạ được ạ. Trời, bà dễ tính quá, dễ dãi quá. Người ta kêu một cái cuộc hẹn là cuộc hẹn khác, ngày khác. Còn hôm nay là cái chương trình đã tạo cho mình cơ hội là cái hôm nay không có tính. Bởi vậy thiệt tình luôn, bởi gái thiệt khổ tâm ghê. Thôi được rồi, bây giờ hồi nãy Tường ra ngoài thì Tường có ngồi chung với người nhà của hai bạn. Hôm nay là ai cũng có dắt người thân đi theo đúng không? Yeah. Bây giờ mình sẽ trò chuyện vài câu với những người thân của mình, xem ý kiến của họ cho cái buổi gặp mặt của mình hôm nay như thế nào nhé. Mời hai bên vào ạ. Trời, nhà gái đông dữ, nhà trai đâu, mình em thôi hả? Trời ơi, đông quá, lấn át quá. Trời ơi, chắc 5-6 cô này trong hình hồi nãy phải không? Dạ đúng rồi chị, đó là một bạn hình của em. Rồi bây giờ bên đây mình lép vế mình nói sau đi, bên đây nói trước. Thế tụi em là như thế nào với bạn gái ở đây? Tụi em thì có đây là học từ cấp 3, chơi với nhau từ cấp 3. Còn đây là em họ của bạn em. Rồi. Ê, hôm nay nãy giờ đứng ở ngoài là nghe hết câu chuyện phải không? Tôi nghe nãy cô nào ngồi gần tôi bàn tán dữ lắm. Cái này đó. Bây giờ cho chút xíu ý kiến coi. Em cảm thấy rất là ekip thì rất là chuyên nghiệp. Dạ, thì ai cũng vui tính hòa hợp. Còn riêng anh em chính ở đây á, thì cảm thấy hợp với bạn em khoảng 6 trên 10. Chỉ có là cái tiêu chuẩn là bạn này hơi chơi, bạn em lùng là em không thấy, thấy nhục nhột đó. Đó, chỉ có cái đó thôi. Với lại ngoài ra thì không có cái gì để em thấy mọi thứ là ok. Biện minh coi. Biện minh đi nhột nguyên một nhóm luôn kìa. Em nói sao mà mấy bạn này nghĩ sao em chê bạn ấy lùng người ta? Vì cái tiêu chuẩn em đặt ra thôi mà. Em không hề chê. Nhưng mà đó là ước mơ thôi, ước mơ trong đời không? Đâu có ai đâu ngờ. Mở ra nó khác nhưng mà người ta vẫn ok mà. Người ta vẫn rất là hân hoan đúng không? Rồi, thế vui lên em. Mình dù mình ít người nhưng mình không sao. Có chị Tường, em là gì? Dạ em là anh họ ở trong. Anh đó hả? Rồi hôm nay anh nhìn thấy cái buổi hòa hẹn này anh có cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy buổi hòa hẹn này nói chung là em thấy bạn nữ vui tính, cũng dễ gần, cũng nói chuyện dễ thương. Với lại em thấy cũng hợp với người em. Bởi vì nó tính nó ít nói lắm. Nói chung là bù qua sức lại anh thấy cũng rất hợp. Nó có tật xấu gì không em? Không có tật xấu gì, nó cũng không hút thuốc. Nhậu nhạc thì lâu lâu anh em rồi nó cũng làm ít, uống ít vậy nó nghỉ chứ nó không uống nhiều. Nó còn cái tính của nó, nhìn vậy tính nó rất là trưởng thành luôn á chị. Vậy mà sao nó ế vậy em? Đi cứ đi làm về là ở nhà, không có thích ra ngoài đường. Ít khi đi chơi, có khi nào mà em lên em rủ cái này là nó mới đi với em thôi, còn là ở nhà biết. Thôi dạo này em đừng rủ nó nữa nha. Mà em hãy điện thoại nên đốc thúc nó chịu khó đi xuống Biên Hòa nha. Nó hơi tình yêu hơi xa chút vậy, nó phải có động lực nó mới trưởng thành, nó đi cho nó gió rồi cho nó sạm chút xíu. Rồi em có bồ chưa? Dạ chứ. Em có muốn cười nãy cô nào là cô này nãy ngồi gần tôi phải không? Hồi nãy em vụ này là cái gì vậy? Em like này là lúc đó cái ý gì vậy? Em like vậy?
Dạ thật ra thì em thấy bạn của em với bạn nam á thì thấy có nét phu thê. Dạ nên là em mới like. À vậy bây giờ bốn bạn cử đại diện, giờ mình nói một câu gì đó để mà mình như một cái lời khuyên hay là một lời nhắn nhủ gì đến người bạn gái của mình đi, để ngồi nó cũng đưa ra quyết định chứ. Em có bốn từ để nói với bạn em thôi. Đó là bấm đi đừng ngại, bấm đi đừng ngại. Bấm đi đừng ngại, không bấm tao bấm. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn nha. Rồi cảm ơn em luôn. Quá vui, quá vui. Bây giờ chương trình sẽ có thêm một vài cái trò chơi nhỏ nhỏ dành cho các bạn nữa nha. Bây giờ chúng ta mỗi bạn sẽ bóc một lá bài, coi chương trình đưa ra cái yêu cầu gì. Rồi đọc lớn lên coi nè. Cô bạn gái của bạn bị rớt dây giày hoặc làm rơi giày như lọ lem, bạn sẽ làm gì? Tái hiện thử với bạn đối diện. Hiểu không? Làm liền. Đứng lên em, rồi cởi chiếc giày quăng ra ngoài đó giùm chị đi em. Đó, để coi ảnh làm gì. Giờ rớt rớt xúc chiếc giày ra đi, rồi mình cởi một chiếc giày ra đi. Đó, mình quăng để ra đó. Ừ, đó. Rồi mình đi cà nhắc nè em. Đó, coi bạn trai mình làm gì. Đó, trời ơi, nhỏ này nó cũng ác dữ. Tao quá. Trời ơi, nó ác ghê vậy á. Rồi, đó được rồi. Trời ơi. Đó là thử thách á chị. Ừ, thử thách đó. Cẩn thận hơn nhà em yêu, cẩn thận hơn nhà em yêu. Được không em? Dạ được ạ. Nãy biết vậy chị để chị xa xa tú ngoài kia luôn. Rồi giờ đứng đứng gần coi, hai đứa nhìn nhau đứng gần coi. À, chiều cao cân xứng không em? Nãy em nói em 1m8 mà nhiều khi giờ dưới 1m6 là lùn quá đâu gì đó. Rồi giờ sao em? Không, cứ nếu một bạn thấy dễ thương mà thôi, không tính tới chiều cao nữa vậy. Nhỏ nhỏ vậy có gì ta ẩm ta chạy cho nó lẹ, đúng không? Dạ. Hợp lý quá trời. Rồi về chỗ. Tới phiên bạn gái. Chương trình ta chọn người hợp lý muốn chết rồi. Hai bạn có một buổi hẹn hò lãng mạn ở ngoại ô thành phố. Vì một lý do bất khả kháng, hai bạn phải qua đêm ở ngoài. Hai bạn sẽ làm gì cùng nhau tối nay? Rồi làm gì nói đi, em muốn làm gì em nói trước đi. Thôi bạn trai nói trước đi, để phụ nữ ta nói sau nè. Thôi cái thử thách cho bạn sao em nói. Trời ơi, nó làm gì ghê quá trời. Anh nếu ở ngoại ô thành phố, bắt xe về thôi chị. Ừ, bắt xe về. Ta bất khả kháng rồi, ta không về được rồi. Họ đang đi hẹn hò với nhau nữa. Ví dụ như bữa nay đang hẹn ở trên Bửu Long hay gì nè. Rồi đang chơi gì, đang hẹn hò cà phê giống cảnh hay gì đó, làm gì tôi đâu biết. Rồi dạ. Trường hợp bất khả kháng giờ trong Bửu Long đóng cửa đột xuất, có cái chuyện gì rồi, hai đứa ở trỏng làm gì giờ? Dạ, gọi người thân đến cứu ạ. Ừ, cứu đâu, đã bất khả kháng rồi mà cứu. Đi hẹn hò với bạn trai chứ phải bị gì đâu mà đi cứu. Ủa mà lý do bất khả kháng là sao vậy? Ý là không liên lạc được với người thân. Ờ thì bây giờ là coi như là không có đi rồi, hai bạn chỉ có ở đó với nhau thôi đó. Vậy hai bạn sẽ làm gì với nhau đêm đó? Đưa đây tôi đọc cho rõ coi, bởi vậy bực bội dễ sợ luôn nè. Đây nè, hai bạn phải qua đêm ở ngoài, hiểu không? Coi như mình đang đi chơi, đang hẹn hò nè, mà vì một lý do bất khả kháng nè, hai đứa mình không có đi về nè, hai bạn phải ở qua đêm bên ngoài. Vậy thì hai bạn sẽ làm cái gì cùng nhau trong cái đêm đó? Ví dụ như là chơi bánh đũa, ví dụ như là đốt đèn cầy, hay là chơi bún thun, hay chơi cò cò, hay là ngồi ngắm sao gì đó, thí dụ vậy. Thì em muốn em sẽ làm gì với bạn gái đêm hôm đó? Em thì chắc kêu đồ ăn, chứ ăn tới sáng luôn á chị. Kêu đồ ăn, ăn tới sáng luôn hả? Dạ. Nói thiệt lòng coi nè, vậy em muốn làm gì, hai đứa làm gì nguyên đêm? Không biết nói gì luôn á chị ạ. Bởi vì đầu óc đen tối quá à. Em muốn làm gì, hai đứa làm gì nguyên đêm? Dạ thì mình thức tới sáng nói chuyện luôn chị. Ừ, có một cơ hội. Mình nghĩ đơn giản thôi. Cơ hội, đáng lẽ mình hẹn hò là tối mình phải về đúng không? Một cái cơ hội bất khả kháng nào đó, mình không có phương tiện đi về. Dạ. Hoặc là mọi thứ gì đó, thì mình ngồi đó mình có thêm một cơ hội trò chuyện với nhau tới sáng. Dạ. Biết bao nhiêu câu chuyện khi đã yêu nhau rồi, nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết chuyện nữa, đúng không? Dạ. Nghĩ chi đầu óc đen tối vậy? Ăn gì mà ăn tới sáng? Ăn thịt nhau à? Cười hay lắm. Rồi thôi cũng tạm được đi, mấy bạn này còn trẻ còn ngại ngùng, đầu óc đen tối quá. Chương trình này có để sẵn đây cho các bạn ha, mấy tấm giấy với hai cây viết, chắc là có ý đồ muốn vẽ, muốn viết, muốn làm thơ gì trên đó đó. Hai bạn muốn viết gì cho nhau đọc rồi viết đó. Trong vòng 1 phút các bạn hãy làm một cái gì đó để tặng người bên kia làm kỷ niệm. Sao bên đây ngắn gọn quá vậy đó. Trao nhau làm kỷ niệm đi rồi đưa lên. Đưa lên máy quay coi là cái gì. Đọc đi cưng. Cái này là cái gì vậy? Bấm nút nhanh mặt cười. Còn cái này là cái gì? Mặt cười. Đó là mặt cười hả? Dạ. Còn cái trái tim mà có chỉ nó là ý gì? Tim có gai. Tim đang rung động hả vậy? À rung động hả? Trùng dịch hay dữ vậy.
Cái đó là, ủa tim đang rung động á hả? Dạ. Ủa cái tim mà có chỉa là tim sao, tim xù lông nhím hay? Dạ, tim đang rung động ấy chị. Thiệt luôn hả? Xạo nữa. Lúc em vẽ cái trái tim em chỉ nên là ý em là gì? Tim đang phát sáng hay là gì? Dạ, tim đang phát sáng à. Là đã tự cho bản thân và cũng là cho nhau một cơ hội. À, chuyện vậy chứ. Còn trái tim em sẽ trả lời trụ lụi vậy? Thật ra cái bạn là trái tim thôi rồi. Thì tới đây là cũng là chương trình tạo cơ hội là cũng tạo cho mình một cái duyên rồi. Dạ. Nên thì anh hy vọng là chúng ta sẽ trao cho nhau những sự yêu thương đầu tiên. Và bằng việc là bằng bấm nút. Mình bấm nút nha anh. Trời, bà cứ bấm nút hoài, sợ tao không bấm hay gì đã viết tờ giấy rồi mà còn bấm nút như anh nữa. Rồi tự đặt tay vô nút bấm đi. Cặp này chắc tôi khỏi đếm luôn á. Bỏ tay vô. Có cần nhắm mắt không? Chứ người ta là nhắm mắt đó. Hay hai đứa nhìn nhau luôn đi, nhìn thẳng vào nhau đi. Mình phải làm khác biệt chút xíu. Một, hai, ba. Bấm, bấm với anh, bấm nhanh mà bấm cũng chậm hơn người ta. Nó thiệt chán cù ghê luôn. Thôi tại lùng á, với không tới. Bấm cái lực hơi yếu. Không cảm nha cưng nha. Rồi mời hai bạn về một đây đứng. Rồi, xứng đôi dễ thương ghê rồi, nắm tay nhau. Nghiệp của mình đi. Em tên Bùi Văn Bách mà quê có quê nguyên quán là ở Hòa Bình. Quy là Sơn Hòa Bình. Giờ anh định cư ở trong Bình Dương rồi. Địa chỉ ở trong Bình Dương là... Anh sinh năm bao nhiêu? Dạ? Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 1986 em ơi. Rồi, nghề nghiệp của anh là gì nè? Anh đang làm trong công nhân vận chuyển hàng hóa trên công ty lốp ô tô Công Hồ á. Vận chuyển hàng hóa ô tô hả? Rồi, ok. Bây giờ anh nói sơ giúp em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Tính cách của mình á, điểm mạnh của mình là gì? À, yêu là gì? Yêu nhược điểm hả? Điểm mạnh á, tính cách của anh á. Tức là điểm địa mạnh của anh thì chăm chỉ rồi, chức năng thôi. Còn yếu quá thì hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái điểm mạnh anh còn cái gì ấn tượng nữa không? Ví dụ Ví dụ giờ đấy ba. Hồi quay chơi với là làm cho nó chịu khó nè. Rồi bây giờ anh nói giúp em về cái tình trường đi. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh với vợ anh từ lúc vào đây anh quen vợ anh là giống như là người đầu tiên luôn á. Anh đã kết hôn rồi hả? Đúng rồi. Nhưng mà mình có mấy cháu? Hai cháu giờ đang ở với vợ rồi. Hay ly dị hai vợ rồi. Để ở với vợ là vợ nuôi á. Tại vì con á thì tình nguyện theo gì nhỉ? Nó theo mẹ không chịu ở với bố á thì nên nên tôi chỉ có sự cấp nuôi con thôi. Hai vợ chồng thì có thể con qua. Anh có sơ giúp em về cái anh gặp gỡ của ấy như thế nào, quen nhau ra sao rồi lý do. Trước là chị ấy làm chung làm ở chung cái phòng giấy phòng trọ thì quen nhau á, trong một thời gian lập gia đình rồi hai vợ chồng làm được ngôi nhà rồi cuối cùng vợ đi sang bên ý là cảm thấy là lúc đó này khó khăn á, vợ thì kêu là sang đi làm xuất khẩu để kiếm thu nhập thêm để về để có cái vốn để làm ăn kinh doanh gì đó, mà đi được 3 năm thì vợ về và đòi ly hôn, rồi hỏi nguyên nhân tại sao. Vợ cứ nói là hồi trước anh không gì nhỉ, không chăm lo cho vợ, nhưng mà thực ra thì lúc đó đâu không chăm lo cho vợ sau sinh được hai đứa này nọ. Lúc đó hai vợ chồng khó khăn quá, ai cũng tập trung vô làm công việc á, đến lúc gia đình vợ đi được 3 năm thấy về nói câu đó thôi, không biết không có lý do gì, nó hỏi nó không có lý do gì, chỉ như vậy thôi à. Vẫn không biết, tới hiện tại vẫn không biết lý do là tại sao mình lại như vậy đúng không?
ý là em, anh không biết lý do, chỉ có biết lý do như thế để chị vợ anh chia tay thôi, chứ anh hỏi lý do thêm đấy thì vợ anh cứ nói vậy thôi. Rồi vậy thì bây giờ anh đã độc thân được bao lâu rồi? Anh độc thân mới cỡ năm mà, tại vợ anh mới về năm 2022 để ly dị á. 2022 là ly dị vợ đúng không? Vợ nói về có lý do này đó, anh như anh nói đó, nó cứ đòi ly dị cho bằng được chứ. Nói là nếu mà anh có, anh nói là thôi vì con vì cái thì hai vợ chồng cố gắng lên, nói là giờ cái tình cảm không có này cố gắng kết cũng đâu có được, ý là vậy thì thôi, vậy thì anh phải chấp nhận thôi chứ không hề níu kéo được cái tình cảm được. Ok, vậy bây giờ anh mong muốn tìm kiếm bạn nữ như thế nào nè, ngoại hình đi. Anh thì bình thường thôi em ơi, giống như là có gì được rồi, được rồi. Còn mà người phụ nữ là nhìn được là như thế nào? Anh cho em một cái chiều cao nhất định đi, anh cho bao nhiêu? Anh cao 1m7, nếu mà được thì tầm 1m6, 1m6, 1m85, 1m55 đến 1m6 là đẹp. Rồi, 1m55 cho đến 1m6. Con người mà có gia đình mà chỉ là ý có cái người phụ nữ đó phải hiểu được cái anh đã là qua một lần đổ vỡ rồi có thể chấp nhận là cái anh cũng có hai đứa đấy, anh cũng phải trợ cấp nuôi con một đứa đó em. Rồi ví dụ như người phụ nữ ấy đã từng kết hôn và có hai đứa con thì anh có, ví dụ như có con thì anh có chịu chấp nhận không? Nuôi con ý là cái người phụ nữ đã có con đây hả em? Ừ, họ cũng giống như anh vậy đó. Cái đó anh cũng hơi tại vì anh chỉ muốn là có con chung, em sợ là mình sẽ làm cho người đó để khó xử thêm, nên tốt nhất là mình có một đứa để được, cái hai đứa là một mình chắc không rồi, tại vì anh có nhà đây rồi, nhưng mà tầm bây giờ làm nhà có tiền nhà, anh làm nhà anh phải lo tiền nhà đó, lo đến cả ba đứa con nữa, nên cũng cảm thấy nó thu nhập anh giờ có khoảng 20 trở lại nên nó cũng không có. Ý là bây giờ anh không đồng ý người ấy đã có con? Dạ. Ý là bây giờ anh không đồng ý người ấy đã kết hôn và có con hả? Không phải không đồng ý, mà anh đồng ý anh sợ là sợ như vậy thì sẽ làm khổ thêm cho người phụ nữ đó. Bây giờ thế này, ví dụ như là bạn nói là bạn phải lo cho ba đứa con của bạn thì đương nhiên ok, người phụ nữ đó khi mà người ta chỉ cần kiếm một người bạn, cái người mà phụ nữ họ chấp nhận, họ kiếm một cái người làm bạn tri kỷ với họ thôi, chứ họ không phải kiếm một người đàn ông để dựa dẫm. Bạn hiểu ý của biên tập đang hỏi bạn không? Có nghĩa là nếu như người ta đang có con thì bạn có chấp nhận hay không? Cũng giống như vợ bạn bây giờ đang nuôi con bạn và đi lập gia đình mới vậy đó. Cái vấn đề đó là như thế. Ví dụ bây giờ bạn không chấp nhận người phụ nữ mà đã có con mà mang theo bên mình, thì liệu rằng là vợ cũ của bạn người ta có hạnh phúc với một người đàn ông người ta cũng suy nghĩ như bạn hay không? Đúng không? Bạn đi tìm hạnh phúc mới thì vợ bạn cũng phải đi tìm hạnh phúc mới, mà vợ bạn thì đang nuôi ba đứa con của bạn. Vậy đã hiểu rồi, tại vì anh bị cái này bị sốc bởi cái vụ là vợ anh cứ nói là từ lúc khổ này là chê anh là anh mới có ác cảm như vậy á, không có gì đâu. Nếu mà có người phụ nữ mà nếu mà có con hay gì hết, quan trọng là thương mình, hiểu mình, là cái đó chấp nhận bình thường thôi em, không sao cả. Đúng rồi đó, thì có quan trọng là bây giờ là người ta có đứa con thì bạn có chấp nhận hay không. Còn đương nhiên là người phụ nữ người ta có con, người ta nuôi con, người ta được đến chừng này như tầm tuổi bạn thì đương nhiên là người ta cũng không giàu, nhưng mà đương nhiên người ta cũng nuôi lo được cho con người ta rồi. Còn sau này về hai người làm chung kinh tế thì nuôi con anh, con tôi, con chung của chúng ta, thì đấy là hai người tự thương lượng với nhau, tự trao đổi với nhau sau này. Còn cái quan trọng là bạn có chấp nhận cái thực tế là người ta đã có con hay không. Cái đó anh chấp nhận được em ạ, không sao cả. Anh chào lên. Rồi là ok, chốt deal là có con cũng được đúng không? Thôi My hỏi tiếp đi My ơi. Nhưng mà ưu tiên là nếu mà người nào chưa, tức là người phụ nữ nào mà đã xây dựng mày giống như là bị vô sinh thì cũng được, đúng không? Quan trọng là anh chỉ muốn về là cùng xây dựng gia đình với anh thôi. Thì đương nhiên rồi, cái này mình đang hỏi nhiều option để mình lựa chọn. Chẳng hạn như một cô cũng không có con, nhưng mà cô lại không đạt những cái tiêu chí khác bạn đưa ra. Nhưng mà cái cô đang có con thì cô lại đạt đa số những cái tiêu chí mà bạn đang đưa ra. Dạ.
nên là mình sẽ phải bên 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 chương trình người ta sẽ phải đưa ra rất là nhiều cái tiêu chí để bạn có thể dựa vào đó, bạn đồng ý với các cái sự lựa chọn đó thì cái cơ hội của bạn nó sẽ rộng mở hơn. Còn nếu bạn chỉ khăng khăng là một người phụ nữ là chưa từng có con thì đương nhiên như vậy nó cũng sẽ khó, người ta chưa từng có con, người ta cũng có thể là một là người ta không muốn có con thì người ta cũng không muốn tìm một người đàn ông đang đèo bòng, bạn hiểu không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, người phụ nữ bạn muốn được cái lợi cho bạn, người phụ nữ hay là những người còn lại họ cũng muốn có cái lợi cho họ, cho nên là ở đây là chương trình không phải là đang ép bạn mà chương trình đang đưa ra rất là nhiều cái sự lựa chọn để bạn có thể bạn lựa chọn một trong số những cái lựa chọn đó mà cái nào nó cũng có thể là phù hợp với bạn. Không, ý là đang nói cái ý nói ra như vậy thôi chứ còn đồng ý là những người cùng cảnh ngộ về như vậy cũng chấp nhận, là mà quan trọng là hiểu nhau là chính thôi em. Ok rồi, vì bây giờ anh cho giúp em về tuổi tác đi, con số nhất định đi, anh mong muốn người bạn nữ của anh là cỡ tuổi bao nhiêu nè? Tầm 30-35 trở lại được rồi em. 28-30-35, tại vì tuổi đó nó cũng còn trẻ quá thì đôi lúc mình sẽ sợ là mình không có cùng quan điểm á. Ừ, trẻ quá phải chiều họ lắm đúng không? Yeah. Rồi, ví dụ như giờ quê quán đi, anh mong muốn bạn nữ ở đâu nè? Dạ, đâu cũng được em ạ, cũng không quan trọng cái đó, quan trọng là đấy thôi. Nhưng mà nói về ưu tiên đó thì anh vẫn thích ở trong này hơn, trong này anh gì nhỉ? Quen rồi, sống mấy năm rồi. Rồi, ok. Anh còn có gì mong muốn bạn nữ nữa không? Chỉ là anh chỉ cần người đó giống như là mình hướng về gia đình nhiều thôi, chứ không chỉ là anh không biết cái sự giống như là anh chơi bời được nữa, nhưng mà mình vẫn lo, chỉ là mình vẫn lo rồi thế. Mình đang xác định mình thương người nào đấy, mình cần phải lo cho cô người ấy về hạnh phúc thôi. Mình không muốn là sau này là cái chuyện mà làm cho người ta khổ đau nữa. Tại vì bây giờ là anh một năm nay là anh gầy gò lắm, tại vì anh thương con anh lắm. Mỗi khi ôm hai đứa là mình không biết làm sao mà mua được người một người mẹ giống như vậy, như vậy biết là rồi, biết rồi, là okay. Không thể có được rồi. Ok rồi, thì đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn biên tập làm việc sâu với anh hơn ha. Dạ, cảm ơn ạ. Tại này này cũng anh cũng quên đấy. Anh các bạn nó gấp quá, nó kêu lại làm giùm nó đây. Em tên là Phạm Quý, sinh năm 1990. Phạm gì Quý ạ? Phạm Văn Quý. Một bao nhiêu? 1990 rồi. Đúng rồi. Địa chỉ ấp An Điền, xã Lộc An, Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu phải không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, tiếp theo đi anh. Công việc hiện tại là mình đang mở một tiệm gara ô tô ở Vũng Tàu. Mà bây giờ mình đã vừa mới ngưng lại trong khoảng tuần lễ thôi. Mình đi học tiếp với công việc khác á. Học công việc gì anh? Nó học công việc khác là buôn lốp xe tải để làm về công việc lốp thêm á, nên mình đi bên gara lại học thêm về cái buôn lốp xe tải. Đúng rồi, mình làm bên vì xe tải thôi. Rồi ok, anh có điểm mạnh điểm yếu gì nhỉ anh Quý nhỉ? Điểm mạnh á hả? Điểm mạnh thì mình giao tiếp mình giao tiếp được, thân thiện. Rồi còn gì đó? Tính cách thì nói chung là giỏi. Rồi điểm yếu. Điểm yếu mình hả? Điểm yếu là nói chung mấy điểm yếu là vấn đề là do mình chỉ là nói về công việc thôi, là nhậu không được nè, không hút thuốc mà nhậu được khoảng vài lon là xỉn rồi, lại hút thuốc thôi. Dạ vâng rồi.
Dạ vâng rồi, ok anh, vậy thì anh có mấy mối tình rồi nhỉ? Mình thì hai mối tình rồi. Một cái mối tình là năm 22 tuổi ấy. Rồi, anh kể đi. Rồi cái mối tình đó thì kết thúc trong cái em gọi là lúc đó là cũng đang học đi học lại kia đầm lâm đó. Rồi. Rồi sau này mối tình là chia tay ở bên Nhật. À hồi đó là anh đi học bên Nhật à? À anh đi làm thôi. Là mối tình đó là quen lâu nhất khoảng 6-7 năm gì đấy. Ừ. Rồi mối tình mới chia tay năm ngoái, là mình về bên Nhật về hồi năm ngoái, tháng 4 năm ngoái. À cái mối tình thứ hai là bắt đầu đi lúc mà đi học bên Nhật đúng không? Đúng rồi, đi làm ở bên Nhật. Rồi. Cô đấy cũng người Việt Nam ạ? Đúng rồi, cũng người Việt Nam luôn. Chia tay rồi anh đi về à? Đúng rồi, do những cái vấn đề hồi trước cũng làm nên vấn đề tài chính đó. Thì cũng nói chung là làm đó thì thất bại đi. Thì nó xảy ra những cái chuyện xích mích này kia gọi. Rồi trong lúc đó thì cũng áp lực này đủ thứ á. Yeah, nên cũng dừng lại và kết thúc thôi. Dạ yeah, rồi. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình một mẫu người như nào anh ha? À, hơi cao hơn cỡ 1m58 đổ lên. Rồi. Người hiền lành. Rồi. Còn gì đâu? Công việc thì nói chung là sao cũng được. Rồi. Vị trí vùng miền sao? Vị trí như Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, Vũng Tàu. Rồi, các okay. Tỉnh nhận thôi. Người nhỏ tuổi hơn nha. Rồi. Nhỏ tuổi hơn. Chưa lập gia đình lần nào. Rồi. Ok. Còn yêu cầu gì nữa về bạn gái không? À không anh ơi. Ngoại hình có yêu cầu đặc biệt gì không ạ? À nói chung là biết hiền lành, nói chung là hiền lành. Rồi. À gọi là gì ta, sao ta? Gọi là biết trên nhường dưới. Biết chế kính. Rồi, ok. À, rồi, anh có hay hát không nhỉ? Văn nghệ ca hát gì không? À, lúc trước thì nói chung tuổi trẻ thì hát, hò này kia đủ thứ các kiểu. Giờ là hết rồi, giờ chỉ lo làm thôi, làm ăn thôi. Rồi, dạ em cảm ơn anh Quý nhá. Thì hôm nay là cái buổi giao lưu đầu tiên, thì chương trình hỏi thăm anh một số những cái thông tin cơ bản thôi. Nếu mà tìm được cái người phù hợp ấy thì bọn em sẽ liên hệ với anh ha. Mà hiện tại là mình cũng đang học và làm ở Bình Dương. À, hiện tại là đang học và làm ở tại Bình Dương luôn. Đúng rồi, ở Tân Vạn. Tại cũng mới lên nha, khoảng một tuần lễ thôi. Rồi. Tương lai là về Vũng Tàu thôi à. Ok anh. Dạ rồi anh nhá. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ với anh ha. Dạ, ok. Ok, kiểm tra anh. Hiện tại anh đang ở đâu ạ? À? Công việc của anh là gì ạ? Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Hiện tại anh cũng đang ở Thanh Hóa luôn. À, đúng rồi. À, rồi, hiện tại anh đang ở Thanh Hóa. Vậy anh làm công việc gì? Mình làm bên bất động sản. Sale hay sao anh? Đầu tư. Ok, anh là một con người như nào, có điểm mạnh, điểm yếu ra sao ạ? À, điểm mạnh của mình là khu vực hoạt động. Rồi. Điểm yếu ạ? À? Với trách nhiệm trong công việc. Rồi. Điểm yếu của anh? Đấy, cầu tính trong việc đó. Có trách nhiệm trong công việc, cái gì nữa? Với cầu tính trong cuộc sống. Với cái cầu tính. Rồi, dạ vâng. Ok. Điểm yếu của anh là gì? À, điểm yếu của mình là đôi khi hay là quên. Rồi. Dạ anh vẫn nghe tín hiệu chứ đúng không ạ? Vâng, vẫn nghe được. Dạ ok.
Anh trước giờ anh có mấy mối tình rồi? À, trước đây là mình đã từng đầu óc trong hôn nhân. Mình sinh sống và làm việc ở 12 năm bên Đức Hàn. Bên nào anh? Bên Hàn Quốc. À, sinh sống làm việc 12 năm Hàn Quốc. Bây giờ tập trung nói vào cái cuộc hôn nhân mà mình đổ vỡ đi anh. Dạ. Sao ạ? Bây giờ anh tập trung nói về cái cuộc hôn nhân mà đổ vỡ. Thì anh với chị sống với nhau bao nhiêu năm? Đã từng có cháu nào chưa? Dạ. À, hai vợ chồng sống với nhau được gần 3 năm. Dạ, có cháu nào chưa? Một cháu gái 6 tuổi. Cháu gái bây giờ đang ở với mẹ hay với ba, với bố ạ? Cháu gái đang ở với mẹ. Dạ vâng. Thì cái hồi cái giai đoạn này thì là anh lấy vợ là lúc ấy bên Hàn Quốc hay ở Việt Nam? Sao cơ ạ? Cái lúc giai đoạn mà anh lấy vợ là anh với chị sống ở Hàn Quốc hay ở Việt Nam? Lúc giai đoạn mà mình lấy vợ đó là mình đang sống ở Hàn Quốc. Dạ rồi. Thì theo anh cái lý do là lý do hai vợ chồng tan vỡ ạ? Hai vợ chồng chúng tôi sẽ nhận nhiều mâu thuẫn là quan điểm sống mà không đồng điệu với nhau, không đồng cảm. Rồi. Không trung thực với nhau. À rồi. Rồi cho em hỏi về cái hình mẫu lý tưởng của anh ha. Anh mong muốn chương trình tìm cho mình người như nào? À, mình thì không có hình mẫu lý tưởng gì, nhưng mà mình thích một người con gái là có khuôn mặt phúc hậu, rồi hiền hòa, biết quan tâm chia sẻ, thành thật với nhau trong tình yêu. Rồi. Chiều cao, cân nặng. Chiều cao từ 1m54 trở lên. Rồi. Cân nặng thì sao? Cân nặng thì từ 47kg đến 60. Rồi. Bạn này bạn đang ở đâu thì tiện cho cái việc hẹn hò của mình ha. Nếu có thể được thì là quá tốt. Còn nếu không thì người miền Trung, người miền Bắc. Người miền Trung hoặc người miền Bắc ha. Công việc phần đó, công việc phần đó. Đúng rồi. Anh đầu tư bất động sản như này thì nhà cửa mọi thứ là anh đang ở Thanh Hóa hết đúng không ạ? Ờ, mình ở Thanh Hóa hết. Và sẵn ở Thanh Hóa hết. Rồi. Nhưng mà nếu chẳng hạn như mà ở đâu có cái điều kiện sống tốt thì mình sẵn sàng tốt cho cuộc sống mình được. À, không biết là em hỏi này bây giờ cái này là trung bình về thu nhập của anh á, thu nhập của anh trung bình một tháng là như thế nào? Hiện giờ mình làm bên bất động sản và tài chính, tức là cái vay tín dụng đây, thì cái mức thu nhập nó không phải là cái mức cố định. Là bao nhiêu, cần con số trung bình ấy. À, trung bình khoảng 25 triệu. Đó, dạ vâng, cái kiểu hèm hòm hòm vậy thôi. Rồi, ok, em cảm ơn anh hiểu nhá. À, dạ vâng, chương trình. Dạ vâng, thì có gì chương trình tìm được người phù hợp thì sẽ alo với anh. Dạ vâng, cảm ơn chương trình.